Xin chào cả nhà hiên. Hình như là đây em có một cái nút bít bít cái đầu ống lại, đầu xả của cái bồn nước nè. Thì bây giờ nó cứng lắm rồi. Nó không mà trong tay không có cái kìm mà kẹp á. Thì em sẽ gỡ nó ra bằng cách là em sẽ đốt nó. Em quét keo nè. Em tha vô. Đốt chỗ nở ra. Lấy ra rất là dễ. Đó, tha vô. Nãy bật lửa mình đốt. Đốt thì nó cái nút nó sẽ mềm ra. Em thả keo hơi ít rồi. Em tha thêm. Đốt cái nút mềm ra mình nãy ra rất là dễ. Nhờ đủ keo cháy rất là ok. Thì cái này là cái ống trong là bằng đồng nên mình cứ đốt thoải mái, không có sợ nó béo. Còn bên đây thì bằng nhựa nè, ống bình minh nè, còn đây là bằng đồng. Đó, cứ đốt thoải mái. Phát về em sẽ lấy cái vít em nại nó ra. Đó, rất là dễ. Đó. Ok, thì cả nhà thích cái kênh của em thì hãy đăng ký bằng cách nhấn là nút subscribe để ủng hộ em. Cảm ơn cả nhà.